Hello, xin chào quá và các bạn quay trở lại đến với kênh BB Núi nhé. Và hôm nay em lại review lại phiên chợ chó hôm nay ở chợ Cán Cấu cho các bác cùng xem. Vâng, mời các bạn theo dõi nhé. Ok, let's go. Vâng, đây là hai em cọc, một em cọc đen Manilor này, màu lông Manilor này, màu vàng lông này, ngực trắng, khi đà bóng ngực các bác nhé. Bạn này giờ đánh đực, đuôi móc câu, tai đang chuẩn bị lên. Và một em cọc vàng rơm mõm đen, giá 1 triệu. Em này cọc chuẩn nhé, hai em này được cọc chuẩn hết này. Đó. Đây. Em này cọc tịt, tai dựng rồi. Em này thì đuôi cọc thỏ, cọc móc câu đằng sau nhé. Giá đều có là tầm 1 triệu thôi các bác ạ. Giá rất đẹp luôn. Em này lưỡi đốm này, cọc vàng lưỡi đốm này. Em này xem nào, kiểm tra lại cho các bác xem nhé. Đấy. Em này cũng đốm lưỡi. Đấy. Như vậy là hai em cọc này em nào cũng đốm lưỡi các bác, đốm lưỡi hết. Vâng, cái em vàng xù vàng mai hoa vẫn còn nhé. Em này rất là nghịch ngợm luôn. Đấy, cọc vàng. Đấy, em này thì tai dựng căng đét. Còn em này thì tai mới lên. Đây là em sủ đen sói này. Rất là ngộ luôn. Dáng chân đều nhé. Bạn này thì chân không huyền đề, bạn này cũng chân không huyền đề. Đấy, cũng giá tầm 1 triệu thôi. Hai em đều giá 1 triệu. Em kia rẻ hơn, em kia có 700 các bác. Còn em cọc xa này, em cọc vàng chân mai hoa không nhé, cọc vàng chân mai hoa mũi nâu. Em này thì có giá là 500, trạng tầm 2 kg. Còn những em dưới này thì tầm 3 kg, em cái này thì 4-5 kg. Đấy, lớn rồi. Đấy. Phải nói là phiên chợ hôm nay là kết nhất là hai em này, trạng khá là to rồi. Nó cũng nhiều tuổi, nhiều tháng tuổi rồi, tầm hơn 2 tháng tuổi rồi. Còn em kia thì chưa đủ 2 tháng tuổi. Đó. Đây. Đây. Thể em nó đây. Em này dưới đinh cái không nhá. Cọc mũi nâu, cọc vàng mũi nâu dưới đinh cái này. Chân trắng mai hoa. Tứ túc mai hoa. Chân sau thì nó vẹt lên trên này. Nhìn rất là ngộ. Em vàng này thì lại không đốm lưỡi. Đấy. Có cả mắt giả thứ ba kìa. Đấy, giữa mắt luôn. Có mắt giả luôn các bác. Đấy, sọc trắng ở giữa mắt luôn các bác ạ. Đây là em xám đá. Em này có giá là 1 triệu. Xám đá đực các bác ạ. Rất là yêu luôn. Đấy, trong này thì là có em cọc cái này, cọc vàng cái đuôi xoăn tít luôn. Đấy, nhìn đuôi trước em này này cọc đực này. Đấy, chó đực. Các em nằm ngủ hết rồi. Chơi chán này, sáng nay đi chơi chán bây giờ ấm ấm thì nằm ngủ hết rồi các bác. Em này là cọc cái nhé các bác nhé. Đấy, cọc cái đuôi gần tít luôn. Đấy. Dáng rất đẹp luôn. Bạn này cọc chân huyền đề đơn. Đấy, như em này cũng khá là khỏe mạnh này. Vậy các bác chăm một thời gian là nhìn quá tuyệt vời luôn này. Đấy, cọc đuôi thỏ cong vào trong. Đấy.
giảm đẹp phết các bạn, không phải nghĩ luôn. Đấy, em này thì đuôi xoăn tít này, em này thì được 4-5 cân này. Đấy, đặc biệt nhất cái đuôi này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, cái đuôi xoăn tít này. Đây cái đuôi xoăn tít luôn. Yeah. Xoăn hình con ốc luôn các bạn. À, nhìn rất là hay. À này cũng có giá là 500 này. To này cũng 500 mà em bé kia cũng 500. Đấy, em cái mái bé kia thì màu đẹp hơn. Đấy, cũng giờ đi cái, em này giờ đi cái các bác nhé. Đây. Em này thì lưỡi không thấy đốm. Đấy, nhưng mà tướng thì cũng rất là khôn các bác nhé. Lưỡi hồng. Đây, đầu sắc, đầu nhu nhô này. Đấy. Tức là đốm lưỡi thì nó cũng là một yếu tố thôi, nhưng mà đa số thì là những chó khôn thì mình nuôi dạy tốt thì nó vẫn là rất là khôn các bạn nhé. Đây có một em xám đá tầm 1,2 triệu này, nằm ngủ ngon như cún con luôn. Đấy, nhìn như chó sói, cái màu lông rất là, phải nói là màu hot nhất hiện nay này. Đấy. Em này cũng gần tuyền luôn, cổ có tí trắng mà. Đây này. Đấy. Cổ có mấy sợi trắng ở đây rồi này. Bạn này thì không phải là dòng sù, nên là giá nó vẫn rẻ hơn nhiều so với đấy, những dòng sù của bác ạ. Thì như đang ngủ mơ ra, nằm bây giờ không đứng dậy đấy. Đấy. Đấy, đang duỗi các bạn, đấy, ngủ được một giấc rồi đấy. Đấy. Chó thì đêm không ngủ, ngủ ngày. Đây có một em chân huề đế kép này. Đấy, chân trước thì có móng treo luôn, cũng có móng treo này các bác này. Đấy, có móng treo này. Đây cũng thế này. Đó. Gọi là lục hợp cẩu các bác ạ. Đây huề đế kép hai chân sau và trước cũng có huề đế luôn. Đấy. Bạn này thì cũng đốm lưỡi các bác nhá. Đốm lưỡi luôn. Em này có 400 rồi các bác này. Lục hợp cẩu giá là 400. Đấy, em xám đá này các bác này. Xem này, rất xinh luôn. Màu lông này. Quá thích luôn. Màu lông rõ xám đá luôn. Màu rất xinh. Em này xám đá này có giá 1 triệu các bác ạ. Xám đá đực. Mà chưa được 2 tháng, tầm được khoảng 50 ngày tuổi, 40 ngày tuổi, 45 ngày tuổi thôi các bác ạ. Đấy. Em cộc đen này thì nghịch ngợm, bây giờ mới về. Hôm nay phải nói là rất là nhiều cọc ở trên chợ Cần Cấu này các bác ạ. Đấy, các bác kết em nào thì có thể liên hệ số điện thoại trên kênh nhé. Video của em đến đây là kết thúc. Các bác thấy hay thì đừng quên nhấn like và chia sẻ video này cho mọi người xem nhé. Đừng quên các bác ấn nút đăng ký kênh, bật chuông để theo dõi video mới nhất. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác. Tạm biệt các bác vào những video tiếp theo nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại.